Các bạn khán giả thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng để chuẩn bị tiếp tục chứng kiến những diễn biến tiếp theo của giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup by TC Moto khu vực phía Nam SPL S2. Vào buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chứng kiến các cặp đấu thuộc vòng đấu thứ 7 của SPL S2. Và trước mắt chúng ta là cuộc đối đầu ở sân đấu số 2 giữa các cầu thủ HAT Sài Gòn và Đạt Vĩnh Tiến. Công. Đường chuyền ngang thiếu chút nữa đã bị cắt. Đây là Hữu Định. Cú đá ngay. Pha dứt điểm rất tốt của Hữu Định. Rõ ràng là cao thủ Đạt Vĩnh Tiến có thể nói là họ đã bị bất ngờ, nhưng đó là câu trả lời không thể đanh thép hơn của các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến. Một câu trả lời có thể nói là quá nhanh. Đây sẽ lại là cơ hội dành cho Đạt Vĩnh Tiến, nhưng đó là phản xạ tuyệt vời của thủ môn bên phía HAT Sài Gòn. Cầu thủ HAT Sài Gòn rất nguy hiểm và có bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng áo cam. Đó là một pha lập công đầy bất ngờ. Có lẽ là đã quá nhiều lần, nhưng ngay ở trong tình huống này, ở trong hiệp 1 thôi, một pha phòng ngự vô cùng tắc cần ở trong giai đoạn 2 này. Thiếu chút nữa thì các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến đã có bàn cân bằng tỷ số. Khi mà huấn luyện viên Trung Núi sau khi có được bàn thắng đã yêu cầu các học trò là bè kín trung lộ, thì huấn luyện viên Trung Núi lại quay trở về với sự chắc chắn quen thuộc. Đây là cơ hội. Để lại rất nhiều những ấn tượng. Hữu Định quyết định dứt điểm. Một ngày thăng hoa của Nguyễn Hữu Định. Đúng là trong một ngày mà Hữu Định vào chân thì anh vẫn là đầu tàu của HAT Sài Gòn. Một trận đấu mà có lẽ là có quá nhiều ứng viên cho top bàn thắng đẹp nhất vòng đấu. Thả bóng rất hay. Pha bắt bài của Minh Trung. 3-2, nhưng đó sẽ là cú đá ngay. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm rất tốt. Công Toàn, đường chuyền tốt. Bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến. Một tình huống triển khai rất nhanh và hàng phòng ngự của HAT Sài Gòn phần nào đã thiếu tập trung. Người mắc lỗi vị trí lại là Hữu Tuấn. Hữu Tuấn đã mắc lỗi vị trí khi đã vào với Công Toàn. Rất nguy hiểm. Bóng mở ra tuyến 2. Đây là Lê Phạm Thành Long. Đây là tình huống 3-2. Phối hợp 1-2 tiếp tục. Và thêm một lần nữa thì cột dọc từ chối đi bàn thắng. Lại là Văn Trưởng. Đưa bóng rất hợp lý. Quá hay. Và đó là bàn thắng thứ 4. Điều gì đến cuối cùng cũng đã phải đến của các cầu thủ HAT Sài Gòn. Không hề mắc một sai lầm nào nữa. Và Văn Trưởng tại SPL S2. Pha qua người của Duy Khánh. Đặt lòng bài vở. Và đó là bàn thắng thứ 5. Một pha xử lý mẫu mực của Duy Khánh. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý rất tốt. Một nhịp giật đánh bại được đèn. Rất hay. Quyết định dứt điểm. Pha xử lý mẫu mực. Trận đấu đầy ắp bàn thắng. Và vừa rồi là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 cho Đạt Vĩnh Tiến. Nhịp quạt đã khiến cho Hữu Tuấn bị chớ. Và sau đó là cú ra chân tung nóc lưới. Bảo Đen. Thoát đi rất hay từ đội trưởng của Lê Bảo Minh. Cú dứt điểm. Khánh. 4-2. Không được. Vẫn là các thủ HAT Sài Gòn. Vẫn còn ở đáy. Và bàn thắng thứ 6 dành cho đội bóng của ông Bầu Tuấn Hưng. Một pha phối hợp tấn công có phần phức tạp. Nhưng cuối
Có thể nói là tinh thần thi đấu của Đạt Vĩnh Tiến đã giảm xuống. Lại là không gian tuyệt vời cho Duy Khánh. Quyết định dứt điểm ngay. HLT Sài Gòn tìm được cho mình thắng lợi đầu tay.